Xin chào mọi người, lại là Ren đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhân vật Lên Tinh. Đây, ở đây thì chúng ta có cái hướng dẫn của Achan về nhân vật này của phiên bản 7.75. Đấy. Ở đây thì toàn là tiếng Trung thôi, cho nên là chúng ta sẽ gọi là trải nghiệm thôi nha mọi người, chứ kiểu bản dịch sang tiếng Việt hoặc là tiếng Anh chính thức thì chưa có. Ok. Ủa. Sương sương ấy thì mình thấy nhân vật này sẽ sử dụng ba dạng vũ khí mọi người. Nó có thể chuyển đổi ba dạng vũ khí giống như là Hơi Trời Xuyên Thiền cũng có ba dạng vũ khí đấy. Đây, sau khi nhấn vào cái nút skill vũ khí thì chúng ta sẽ đổi. Đây nha, đây là một dạng vũ khí nhá. Đây là dạng kiểu như là cái hồi mình chơi kiểu chơi Half-Life với lại chơi gì? Chế đột kích đấy thì người ta gọi là cây sóc lọ. Tên thì nó hơi phản cảm nhưng mà mình không biết gọi nó là cái gì. Nhưng mà nó giống giống mấy cây sóc lọ là nó bắn ra một lúc 6 viên ấy. Nhưng mà cái cây này thì nó bắn ra một lúc rất nhiều viên chứ không phải là 6 viên nha. Ok, bấm đổi lần nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang dạng nhìn thì nó giống như kiểu là súng AK nhưng mà gọi là bắn liên thanh. Đó, mọi người thấy không? Nó bắn liên tục. Gì nữa? Ok, sau khi bấm nhấn nút tấn công với nhấn nút skill vũ khí thì chúng ta sẽ tách ra có một dạng phân thân nữa. Đấy, có cái phân thân 7 màu kìa. Còn đây là skill tấn công đặc biệt này. Đấy, sau khi đầy cái thạch nội tại thì nhấn giữ nút tấn công thì chúng ta sẽ tung đại bác bắn bùm lòi lìa địch luôn. Rồi sao? Ủa, mình vẫn chưa review đủ ba bộ skin rồi mà. Đây nha, đây là vũ khí ở dạng gọi là nỏ nhá. Mình thì nó bắn ra khá là giống với lại nỏ. Để đổi này. Đây, dạng này thì nó là dạng bắn ra nhiều viên một. Đấy, đổi một lần nữa này thì chúng ta sẽ chuyển sang là bắn súng liên thanh mọi người ạ. Còn sau khi đầy nội tại thì chúng ta sẽ sử dụng đại bác bắn bùng bùng vào đầu địch luôn. Đây là tấn công thường. Tóm cái vế lại thì sau khi trải nghiệm xong nhân vật này thì mình cảm giác là muốn skip luôn. Chưa bao giờ thấy con Valkyria nào nó đần như con này luôn. Một là nó vừa xấu về ngoại hình, thứ hai là nó lại còn xấu về cách tấn công nữa. Nó sâu mà nó đần, trời ơi. Sau khi trải nghiệm xong là muốn skip luôn, không muốn roll về. Ok, đâu để xem nào. Tiếp theo thì sẽ là QTE. Ok, đấy là cái QTE của đèn Lên Tinh. Rồi sao? Đây là skill né này. Ok, còn đây là skill ultimate của nhân vật này. Một quả ultimate. Boom. Úi dồi ôi. Như cứt. Ố, có cả kích hoạt vòng sao luôn à. Bong. Đó. Đây là Achan đang hướng dẫn nha. Vòng sao của con Lên Tinh này thì nó là vòng sao giống như kiểu là vòng sao của Thelema, bánh xe định mệnh, cho nên chúng ta cũng sẽ triệu hồi tùy tùng ảnh thôi. Đấy, còn đây là skill tấn công đặc biệt này. Nói chung là chê nha, rất là chê nha. Mặc dù là mình sẽ biết rằng là nhân vật này sẽ rất là mạnh, bởi vì nó là thuộc hệ dị năng và nó còn gây ra sát thương lửa nữa. Nó giống kiểu là thay thế cho vị trí của Hojo Flameshen ấy. Một nhân vật lại còn là một nhân vật support cho team vòng sao nữa. Chắc chắn rồi, nhân vật nào bây giờ có vòng sao ra mắt là cũng đều có nội tại support cả. Với lại nhân vật này cũng có cả luôn cái nội tại support vật lý nha. Vừa support vật lý và vừa support nguyên tố luôn. Gì ấy, hết chưa? Nhưng mà chán quá. Thật sự luôn. Eo ơi, các bạn phải được cầm tay, các bạn phải được kiểu chơi cái con này, các bạn mới thấy được nó chán đến nhường nào luôn. Mình nghĩ là kiểu chắc là Miojo mới tuyển thực tập sinh hay sao ấy. Chứ thật sự là
Ok, đây là đây đây nha, đây là xếp và đội hình nha mọi người, gồm có ba nhân vật này, Lên Tần, Thelema với lại Zenadia nha. Đó, cho nên các bạn hỏi là nhân vật này có đi được với Thelema không, thì đây đây chính là cái tiêu chuẩn sách giáo khoa nha. Ba đứa vòng sao luôn, ba đứa rank S luôn. Thấy bà nội. Ok, để xem là ai tra được cái gì ở đây. Hình như là khi ở trong trạng thái không trong trạng thái bạo phát vòng sao ra. Đây là cách combo đối với lại ba nhân vật này. Gì vậy? QTE của Thelema này. Nhánh này. Sau đó thì tung AoE. Chúng ta sẽ không không cần cho Xenadia ra trận đâu. AoE luôn hả? Rồi sao? Rồi tấn công thường thôi. Đó, đổi vũ khí này. Và sau đó đẩy thanh nội tại thì tung tấn công đặc biệt thôi. Bong, đó. Hết rồi. Nói chung là khá là nhạt. Nhạt thật. Nhạt kinh khủng luôn. Đổi bình thường. Combo lại một lần nữa. Quả không kích được. Không kích được VTE luôn. Bong. Rồi. Cái gì nhỉ? Nãy mình đang nói đến cái gì nhỉ? À, kiểu Miojo mới tuyển thực tập sinh như sao? Mới tuyển nhân viên hay sao? Mới mới kiểu lọc nhân sự hay sao? Chứ thật sự là đẻ được ra một Valkyria vừa xấu mà vừa đần, vừa vừa đánh chán đời như này là chỉ có thực tập sinh mới làm được. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái đội hình đối với team phần 1. Cái team này thì chúng ta sẽ không có kích hoạt vòng sao nha. Đây, sau sau khi mình trải nghiệm xong cái team phần 1 này là mình thấy chán hẳn luôn. Chính xác là chán hẳn luôn. Không buồn rôn. Quá xấu. Quá tệ. Ok. Đầu tiên thì thả hơi chụp chút ra, tung skill vũ khí và chuyển sang AI, tung AoE như bình thường thôi. Sau đó chuyển sang hơi chụp chút và cuối cùng là thả con lên từng ra múa 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 múa. Kiểu bởi vì Thelema nó chơi rất là hay, nó kiểu có lối đánh ở trên không trung nữa. Còn con bé này thì không. Toàn là đứng dưới mặt đất bắn rồi, cho nên là đánh nó hơi chán. Kể cả cái AoE nó cũng quá là... quá là sầu đời. Không chấp nhận được. Đấy. Ok, mình sẽ combo lại một lần nữa cho mọi người xem nhé. Bong. Ok. Đây là combo khi mà mọi người sử dụng với lại team phần 1. Mình thấy nếu như mà cầm với lại team phần 1 thì cũng được thôi, giống như kiểu là Thelema. Thelema cầm với Lý Tú Thưởng với lại Kira thì mình thấy cũng khá là ok, cũng không đến nỗi là nát lắm. Cũng được. Chơi cũng được, nói chung là trụ sen thì cũng không quan trọng lắm. Còn nếu như bạn nào mà tịch diệt ý, thì mới quan trọng thôi. Chứ mình thấy ở sen thì cầm team quái nào chả được. Ok, còn bây giờ thì đến kích hoạt vòng sao. Tí nữa để xem là bao nhiêu người sẽ skip con bé này nha.
chị nó xấu quá, nó vừa xấu nó vừa đần luôn ý. Tôi không thể chấp nhận được. Ok, đây là kích hoạt vòng sao của Lantern. Chúng ta sẽ thả AOE này và sau đó thì triệu hồi tùy tung ảnh thôi. Đó, chúng ta sẽ triệu hồi tùy tung ảnh này. Được cái nhân vật này thì nó sẽ không có đóng băng thời gian giống như kiểu là Thelema nha. Đó, tùy tung ảnh lần 2 này. Đầy thanh nội tại thì tung skill tấn công đặc biệt thôi. Bong. Và AOE thêm một lần nữa. Vậy là nhân vật này có thể AOE được 2 lần. Ủa hết rồi à? Ủa combo hết rồi à? Gì à? Lại lần nữa này. À, khi trong trạng thái bạo phát vòng sao thì nhân vật này sẽ liên tục đổi vũ khí nha mọi người. Mọi người sẽ không cần nhấn cái skill đổi vũ khí đâu. Đương nhiên rồi, nó sẽ tối ưu hóa tất cả những cái skill của nhân vật này. Hết rồi. Ôi, cá nhân mình thấy, ôi chết rồi. Cá nhân mình thấy thì thời gian kích hoạt bạo phát vòng sao của nhân vật này khá là nhanh. Bởi vì là nó không có đóng băng thời gian giống như là của Thelema. Thelema thì nó có đóng băng thời gian cho nên cảm giác nó sẽ lâu hơn một chút. Trời ơi, xấu thế, ăn thì xấu thế bé ơi. Hết chưa ta? Còn một cái nữa. À ok. Nhưng mà này thì cũng có thể thay thế luôn vị trí của Thelema trong cái team như này nha mọi người. Khi mà chúng ta sẽ kích hoạt vòng sao của Xenadia, ngôi sao thế giới. Đấy. Xương là cũng có 3 cách xếp pin rồi đấy. Và có rất là nhiều cách để mọi người có thể kết hợp đội hình nhiều lắm. Mọi người yên tâm, ra một nhân vật thôi nhưng mà đánh được 3 team. Mỗi team một kiểu, mỗi team một loại, mỗi team một màu sắc. Không team nào giống với team nào. 2 loại vòng dao và một loại là không bật vòng dao luôn. Ok, để xem nhé. Đầu tiên thì kích hoạt vòng sau của Xenadia và tung tấn công cộng hưởng này. Đấy. Sau đó thì chuyển sang Helia cũng tung tấn công cộng hưởng này. Đây, còn đây là chúng ta sẽ chuyển sang Lantern này. Đấy nhá, đấy là cái hoạt ảnh của nhân vật này. Còn mình thấy thì cái cách chơi của nó thì cũng giống Thelema thôi, chỉ cần thả vào dân sau đó thì spam tấn công, spam vũ khí cũng được mà spam tấn công thường cũng được. Để cho mình đổi sang nhá, mình chỉ cần bấm spam thôi chứ mình không cần làm gì đâu. Đây này. Đó, mình chỉ cần bấm mỗi skill vũ khí thôi. Anh em bấm mỗi skill tấn công thường thôi. Đấy, hết rồi. Hết rồi. Ui dồi. Tấn công né nó còn nở. Yo. Ấn tượng mỗi cái màu tóc. Còn lại không ấn tượng bất kỳ một cái gì hết. Ok, vừa rồi thì mình đã có show cho mọi người và trải nghiệm cho các bạn nhân vật Lantern gameplay như thế nào khi mà chúng ta kết hợp được với lại tất cả những cái đội hình có thể kết hợp được. Sau khi mọi người xem xong thì không biết là các bạn có cảm nhận như thế nào, nhưng mà cảm nhận của mình là mình cảm thấy Xenadia rất là một cái gì đấy vô cùng là tuyệt cả là vời. Trước kia thì chê Xenadia quá su, bây giờ ra thêm con Lantern thì thấy Xenadia nó làm cái gì đấy nó vẫn tốt đẹp hơn rất là nhiều con bé này. Đau khổ quá. Nhưng mà mình thì mình vẫn không có khuyên mọi người skip con bé này đâu nhá. Mình thì sẽ skip nhưng mà mình không khuyên newbie hay là tất cả các bạn skip, bởi vì nhân vật này sẽ là một nhân vật rất là mạnh. Một là sẽ rất là mạnh này, thứ hai là sẽ có đất diễn rất là nhiều. Đấy. Một nhân vật mà nếu như các bạn chơi theo meta thì không nên skip gì cả, còn nếu như các bạn chơi
Còn các bạn không thích thì các bạn skip thôi. Ok. Và các bạn thấy con bé như thế nào thì comment xuống bên dưới để chúng mình biết. Còn bây giờ thì bye bye và chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bye bye.